rồi, chúng ta đã được quan sát một cái chiếc máy bay hãng Vietjet và xuất sân bay Tân Sơn Nhất của thành phố Sài Gòn, thật là tuyệt vời đó các bạn. Bây giờ tầm 11:30 tại phường 7 quận Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh, tôi Nguyễn Văn Bình đã ghi lại những cái khoảnh khắc rất là tuyệt vời như thế này, ngựa xe tấp nập, áo quần như nêm. Và đây là một khu vực trung tâm của quận 7, của phường 7 quận Gò Vấp. Rất là tuyệt vời. Sài Gòn, thành phố Hoa Lệ đang chào đón chúng ta. Hãy đi và trải nghiệm bạn nhé.